Với anh em kỹ thuật điện tử thì hầu như là cái máy hiện sóng là một cái thiết bị khá quan trọng. Và mình cũng có rất nhiều các cái máy đo hiện sóng đây. Ví dụ như là con DPOX180H đây, con này nó cũng là khá ok, tuy nhiên màn hình nó hơi nhỏ. Máy hiện sóng thì rất nhiều, nhưng mà hôm nay mình lại tiếp tục mua thêm một con nữa của hãng PNYRC. Với cái mã của nó là 1014D Và tại sao mình lại phải mua thêm cái con này Trong khi mình đã có một đống các cái máy như này rồi Thì hôm nay mình cùng các bạn sẽ tìm hiểu xem Con Phony RC 1014D này Có những cái đặc điểm gì Và tại sao mình mua Chúng ta có nên mua hay không Ok chúng ta cùng bắt đầu video Sách hướng dẫn sử dụng Ở đây sẽ có một cục sạc này Cục sạc này là điện áp 5V 2A. Que đo. Chúng ta sẽ có hai cái que đo nhé. Và đây chính là cái máy chính của chúng ta đây. Đấy. Ô, oh, dưới nó còn bao nhiêu phụ kiện nữa này. Đây nhá hết rồi nhá Đây, phụ kiện thì nó sẽ gồm những gì? Một dây cáp hai đầu USB A. Một dây cáp một đầu USB A và một đầu nguồn tròn 3.5. Một cái dây. Cái dây này mình nghĩ nó là dùng để phát xung tín hiệu đầu ra đây. Rồi nhá, phụ kiện nó hết rồi, đây phụ kiện nó sẽ gồm những cái này này. Là hết rồi nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái máy chính của chúng ta xem nó có những cái gì. Đây, máy chính đây. Wow. Wow. Ồ oh, cầm nó nhẹ lắm các bạn ạ Nhẹ tênh luôn nhá Đấy Quá đẹp luôn Máy mới mua đây Nì lồng nì liếc vẫn còn Ui cho nó chặt thế nhỉ Nì lồng này dài quá Rồi Đấy Các bạn thấy chưa Đây Máy đây một cái màu trắng này đằng sau thì nó là màu đen và chúng ta sẽ xem về cái đằng sau trước nhá thì đằng sau nó sẽ có một cái ổ nguồn như vậy là bên trong con này nó sẽ không có pin nhá mà ở đây nó sẽ dùng nguồn rời bên ngoài và chúng ta sẽ xem thông số đây cái băng thông của nó đó là 100 MHz với cái tốc độ lấy mẫu nó lên tới 1 ghi trên dây các bạn nhá cái màn hình độ phân giải là 800 x 480 này Ok, nói chung là khá nhiều thông số của nó ở phía sau này, các bạn có thể nhìn thấy đây Rồi, bên hông này không có này, hông này không có này, dưới đáy không có này Dưới đáy, à dưới đáy nó có một cái, cái, cái chốt này để các bạn dựng nó lên khi mà các bạn để nó như này Đó, Nó nhưng mà các bạn muốn hơi nghiêng lên này, thì các bạn dựng nó lên này Thì nó sẽ nghiêng lên, mình dễ nhìn hơn Rồi, chúng ta xem về mặt trước đây NRC này đây cái mã của nó đây 1014D nhá. Đây, đây bằng thông này với tốc độ lấy mẫu đây. Màn hình đây. Màn hình quá đẹp luôn. Đấy. Màn hình này thì nó mờ nên nó sẽ chống chói cho chúng ta. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn vào nhá. À cái này nó hay ở cái chỗ đó là chúng ta có thể dùng Uh, nguồn nếu như mà chúng ta có điện chúng ta sẽ dùng cục adapter này hoặc là cục adapter của điện thoại đều có thể sử dụng được còn trường hợp nếu như mà chúng ta không có điện lưới mà chúng ta có cục sạc dự phòng này này thì chúng ta cũng có thể sử dụng cục sạc dự phòng này để cấp nguồn cho nó luôn đây mình sẽ test luôn cho các bạn nhé cái này nó hay ở chỗ đấy như vậy có nghĩa là cái máy hiện sóng này chúng ta có thể mang di động được à đây nó còn còn có cái tay sách này đấy, hay đấy rồi, bây giờ mình đang sử dụng cục pin sạc dự phòng này. Cấp nguồn này, bật lên thế nào. Đấy, lên rồi, lên này chưa? Ui, ui đẹp chưa? Đấy, ô màn hình này mình thấy là nó cũng khá ok. Tất nhiên là nó không phải là độ phân giải quá cao. Nhưng mà với cái máy hiện sóng như này là chúng ta có thể nhìn và phân tích sóng được rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành xem xem cái máy hiện sóng này nó có những tính năng gì. Bây giờ mình sẽ cắm các cái que đo vào hãng cho chúng ta hai cái que đo kèm theo chúng ta sẽ cắm cả hai que đo và đồng thời mình cũng sẽ cắm một cái que để lấy cái tín hiệu sung qua cái chân gen này chân gen này là chính là cái chân tín hiệu sung ra nhé bởi vì tất cả các cái máy hiện sóng nó đều có một cái chân đầu ra với một cái sung chuẩn đó là sung vuông 1 kHz thì tất cả các cái máy hiện sóng trước khi sử dụng thì các bạn đều cần phải hiệu chỉnh cái que đo cho nó chuẩn thì đối với cái que đo thì trước khi mà đo thì các bạn để ý này ở trên que đo nó sẽ có là 1x hoặc là 10x hoặc là có những que đo lên 100 hay là 1000x. Nếu như mà chúng ta gạt trên que đo ở cái thông số nào, ví dụ mình đang gạt ở thông số 10x. Đây thì trên phần mềm các bạn cũng phải chuyển sang 10x. À, ví dụ như là mình đang đo ở kênh số 2 thì chúng ta sẽ bấm vào kênh số 2 và ở đây các bạn nhìn thấy là trên này nó sẽ đang là 10x. Đấy thì là đúng rồi. Còn nếu như một trường hợp mà nó đang là 1x như thế này thì các bạn phải chuyển sang 10x nhá. Tức là trên phần mềm và trên que đo nó phải cùng giống nhau thì cái điện áp mà nó hiển thị ở trên này nó mới chuẩn rồi bước tiếp theo để hiệu chỉnh que đo đó là chúng ta đang lấy cái tín hiệu của cái chân gen là chân đo chuẩn với cái tần số là 1 kHz đây rồi và cái sung này là sung 50 phần trăm đi cái cổ là 50 phần trăm thì các bạn nhìn thấy cái sung này là sung vuông chuẩn rồi nhưng mà cái sóng này các bạn nhìn thấy chưa nó chưa được vuông thì ở trên cái que đo các bạn nhìn thấy trên que đo nó có một cái lỗ như này thì các bạn sẽ dùng một cái tô vít mà hãng cho kèm ở trong cái que đo ấy các bạn sẽ chọc cái lỗ này và các bạn sẽ vặn làm sao tới khi mà sóng nó vuông nhất có thể nhé sóng vuông nhất có thể đấy như thế này đấy như thế này là ok rồi như vậy là chúng ta đã hiệu chỉnh xong một cái que đo tương tự cái que đo còn lại thì các bạn cũng hiệu chỉnh như vậy thôi ok sóng vuông đét rồi nhá như vậy là chúng ta đã hiệu chỉnh xong rồi bây giờ mình cùng các bạn sẽ đi xem các cái tính năng của nó này à, với cái hàng này Đấy, hàng này là tương ứng với kênh số 1, hàng này tương ứng với kênh số 2, tức là cái núm này là sẽ điều chỉnh cho kênh số 1. Cái núm phía trên này là mình sẽ di chuyển này, đấy, di chuyển sóng của kênh số 1 này để chúng ta sẽ so sánh với kênh số 2 bởi vì các bạn thấy là kênh số 2 là màu xanh đúng không ạ? Chúng ta di chuyển kênh số 1 nó trùng với kênh số 2 thì hai cái sóng này nó sẽ trùng nhau bởi vì đang lấy cùng một tín hiệu mà, tương tự đây, kênh số 2 đây. Đó. Rất tiện đúng không ạ? Còn cái núm này chính là cái hiệu chỉnh độ phân giải của cái điện áp của cái kênh số 1 này. Đây ví dụ như là mình hiệu chỉnh cái độ phân giải nó giảm đi thì đồng nghĩa với cái sóng nó to lên đúng không ạ? Đấy các bạn nhìn đây, sóng nó to. Đây cái độ phân giải nó đang là 200 mV một cái vạch. Đấy, mình giảm tiếp đi. À, đây là 200 mV là thấp nhất rồi. Đấy tăng lên này 400 mV này, 8 này, 2 V này, 2 V thì cái sóng nó sẽ nhỏ đi. Rồi, còn tương ứng với nó thì có cái sự CH1 và CH2 này thì đây chính là cái để chúng ta bật tắt cái kênh 1 hay kênh 2. Đấy, ví dụ như là kênh 1 này, Kênh một thì các bạn nhìn thấy thông số đây nhé, tắt này, bật này. Còn cái config là cấu hình của kênh một này, bấm vào thì trên cấu hình này nó sẽ có mấy cái để chúng ta thứ nhất là chọn cái cái, cái que đo là mấy x này và thứ hai nữa là chọn cái điện áp tín hiệu đầu vào là AC hay DC à và đây nó có, có cái khá hay khá tiện dụng cho các bạn mà đo nâng cao đó là fft tức là cái này người ta gọi là cái gì nhỉ cái cái này gọi là cái phổ của cái sung ấy tức là các bạn nào mà, mà phân tích uh, chuyên sâu cao ấy, thì cái này cũng rất hữu ích đấy các bạn nhìn đây đây là cái phổ của sung này đấy phổ sung nhá rất hữu ích để chúng ta phân tích những cái tín hiệu uh, mà chuyên sâu cao tương tự kênh hạ như thế thôi các bạn có thể là bật cái phổ của sung đây uh, đây trên này nó sẽ có cái nút điều hướng nhé trái phải lên xuống này và ok này thì chúng ta sẽ chọn xuống dưới này đấy và chúng ta sẽ chuyển sang để bật cái phổ của sung lên của kênh này là kênh hai này ok đấy các bạn nhìn đây phổ của sung kênh hai là màu hồng này phổ của sung kênh một nó là màu tím đấy. còn thông thường thì chúng ta đo không cần chuyên sâu thì chúng ta tắt đi đỡ dối ok tắt kênh một nữa này rồi còn cái phím ở đây chính là điều chỉnh về cái độ phân giải về cái thời gian nhé đây cái núm này này là điều chỉnh về độ phân giải thời gian này ví dụ như là mình giảm thời gian đi này đấy giảm thời gian đi thì cái sóng xung nó sẽ bị dài ra đúng không ạ bởi vì cái giảm thời gian đi có nghĩa là một cái vạch này thì thời gian nó sẽ giảm đi đây đây các bạn nhìn thấy cái đít này đít ở phía dưới này đây cái mục này này đấy một mili giây này đấy, ví dụ như là mình giảm nó xuống là 500 trăm micro giây thì nó sẽ sóng nó sẽ to ra rồi cái này nó là điều chỉnh cái khung thời gian sang phải sang trái ok còn cái nút ở giữa này chính là chúng ta sẽ căn giữa nhá giả sử như các bạn chuyển lệch nó sang như này đấy lệch nó sang mãi tận đây thì chúng ta nhấn một cái nó sẽ chỉnh hết về giữa cho chúng ta rồi xem về các cái tính năng ở cái hàng phím số 4 như này. Cái hàng phím này chức năng đó là điều chỉnh kích hoạt cái dạng sóng. Ví dụ như các bạn muốn kích hoạt theo cái kênh số 1 hay kênh số 2 thì chúng ta đều điều chỉnh ở đây. Ví dụ như đây, chúng ta đang kích hoạt ở kênh số 2. Đây cái cái mục ở trên này nhé Đây là đang kích hoạt kênh CH2 này. Có nghĩa là nó sẽ lấy cái tín hiệu của cái kênh số 2 để nó kích hoạt. Nếu mà tín hiệu kênh số 2 không có thì là nó sẽ không kích hoạt. Ví dụ như mình tháo nó ra đi. Đấy, tháo kìa Đấy thấy chưa? Tín hiệu của kênh số 2 không có này Nhưng mà bây giờ Chính vì kênh số 2 không có này Nên là uh, Kênh số 1 nó đang bị nháy nháy này Bây giờ mình uh, Chuyển sang kênh số 1 nhá Nhấn cái này Để kích hoạt theo kênh số 1 Vì kênh số 1 đang có tín hiệu Đấy các bạn nhìn thấy không Nó sẽ tự động Nó bắt kênh số 1 luôn Đấy Và cái trigger này thì là nó sẽ tự động bắt theo kênh số 1 nó ở cái mức 50 phần trăm hay là 25 hay 75 phần trăm thì cái này nó hoàn toàn tự động nhé đấy Còn đây này chúng ta đang ở cái chế độ tự động thì nó sẽ tự động bắt Còn nếu như các bạn mà muốn điều chỉnh cái trigger này à, bằng tay thì chúng ta sẽ nhấn nút mốt này nút mốt này ở đây thì nó sẽ có ba chế độ chế độ tự động này nhấn một lần này thì sang cái chế độ là tín hiệu đơn này có nghĩa là nó bắt được một xung cái nó dừng luôn này à, nhấn một lần nữa là sang cái chế độ điều khiển bằng tay thì với cái chế độ điều khiển bằng tay này thì các bạn có thể là à, điều chỉnh cái trigger này lên xuống Đấy điều chỉnh cái trigger này lên xuống nhá à, mình sẽ phóng to cái uh, kênh số 2 này lên này đầu à, đâu nhỉ kênh à đây đây à đây là kênh số 1 chết nhầm nhầm từ nãy giờ cứ nói kênh số 2 đây là cái cái màu vàng này là kênh số 1 nhá đấy rồi Auto này Thì khi mà chấn nút auto này là nó sẽ tự động về cái chế độ tự động luôn cho chúng ta Auto này Đấy Auto là nó về tự động và nó đang tự động bắt kênh số 1 này Rồi Còn cái EADGE này Thì cái này nó là kích hoạt sườn lên hay sườn xuống đây thôi Đấy Chúng ta thích kích hoạt sườn nào để chúng ta phân tích sung nó dễ thì chúng ta chọn cái này. Còn cái 50% này thì nếu giả sử như cái cơ mà nó bị lệch thì chúng ta nhấn cái thì nó sẽ tự động về giữa của cái sung đấy để nó bắt cái 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 sung đấy. Ok, rồi chúng ta sẽ xem các cái mục đây. Từ F1 đến F6, từ F1 đến F6 này thì đây là các cái thông số mà nó hiện thị ở đây. Chúng ta có thể điều chỉnh. Ví dụ nhá cái mục F6 này tương ứng với tần số của kênh số 2 Bây giờ mình lắp cả kênh số 2 này vào đi Ok, chúng ta auto lại đi để cho nó bắt được cả kênh số 2. Đấy thì các bạn nhìn thấy là nó đang lấy ở cái kênh số 2 tần số là 1 kHz. Đây còn cái kênh số 1 đây nó cũng là 1 kHz. Còn cái mục trên này là duty cycle là của kênh số 2. Giả sử như chúng ta muốn đặt cái mục này để nó hiển thị một cái thông số khác chúng ta nhấn vào F5 này thì chúng ta sẽ chọn ở đây nhá. Đấy nó gồm có điện áp mắc, điện áp min rồi điện áp hiệu dụng rồi điện áp đỉnh đỉnh nên giả sử như mình chọn điện áp đỉnh đỉnh này thì các bạn có thể là dùng cái núm xoay này để chúng ta chọn này hoặc là chúng ta dùng mũi tên này. Đó, ví dụ như là điện áp VPP đi. OK, đây thì cái 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 chỗ F5 này nó sẽ ra cái nó hiển thị ra cái điện áp đỉnh đỉnh cho chúng ta theo dõi. Thì cái mục này nó chỉ là cái hiển thị các cái thông số của từng kênh thôi. Chúng ta sẽ xem phân tích kênh thì chúng ta sẽ sử dụng cái 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 núm này để chúng ta di chuyển lên để chuyển đúng không? Giả sử nhưng mà nó nhanh quá nó chạy nhanh quá, chúng ta có thể bấm vào cái nút này để nó chạy chậm lại. Đấy, đây chữ slow move đấy có nghĩa là đấy xoay mãi thì bắt đầu nó mới 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 di, di chuyển đúng không? ạ còn nếu mà chúng ta chuyển nhanh này ấn này thì là nó sẽ di chuyển rất nhanh. ok nhá. bây giờ chúng ta sẽ xem các cái tính năng nữa. bây giờ mình sẽ tắt một kênh đi, mình tắt kênh hai này đi đã để chúng ta à đây tắt kênh hai đây. rồi ok tắt kênh hai. À, ở đây nó có hai cái mục này là hắt Cover và V Cover tức là điều chỉnh theo chiều dọc và chiều ngang để chúng ta phân tích sóng ấy. thì cái này cũng hay này. Ví dụ như các bạn bấm vào H này. Đấy, thì khi mà bấm vào H thì các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ có hai cái thông số, đó là thông số T là thời gian là mili giây và tần số F là tần số. Thì ở đây chúng ta có thể phân tích xem là à ví dụ như là cái sóng này nó có cái mình mình phân tích một cái chu kỳ sóng hay là nửa chu kỳ sóng ấy xem là thời gian là bao nhiêu và tần số bao nhiêu thì chúng ta sẽ đặt một cái cái đường kẻ dọc như này vào một cái góc này nhá rồi xong rồi mình sẽ ấn cái nút mũi tên để nó nhảy sang đây để để chúng ta sẽ điều chỉnh cái nút ở đây đấy nó chữ select nó sang đây này thì chúng ta sẽ điều chỉnh được bên này đó ví dụ như mình để đặt vào đây thì ở đây các bạn thấy nó đúng vừa một chu kỳ của nó nhé chu kỳ sung của nó thì với cái chu kỳ nó là một mili và với cái tần số của nó là một kHz thì đúng ở đây bây giờ nó đang phát ra với cái tần số là một km mà đấy, còn giả sử như mà mình, mình, phân tích là nửa sung đi đấy nửa sung thì làm sao đó thì cái cái, cái cái, cái thời gian nó ngắn hơn thì đồng nghĩa với cái tần số của cái này nó sẽ sẽ cao lên đúng không ạ thì cái mục này là cái mục để chúng ta phân tích sung các bạn cũng có thể là phân tích về điện áp bằng bấm cái chữ V này đấy V này thì chúng ta cũng sẽ đấy, chuyển chuyển lên chuyển xuống đây chúng ta sẽ xem xem cái điện áp đỉnh đỉnh của cái sung này là như thế nào OK các bạn thấy khi mà chuyển như này nó nhanh ấy mà nó không bắt được vào cái đỉnh của nó thì các bạn sẽ bấm vào cái slow này cho nó chậm đi thì lúc này là nó sẽ bắt mịn hơn và nó bắt vào cái đỉnh của nó nó sẽ chúng ta dễ nhìn hơn rồi OK à, chúng ta chuyển lên để chúng ta xem về cái đỉnh ở trên này 2,6 à 2,6 Rồi Các bạn nhìn thấy là cái điện áp Đỉnh đỉnh của cái sung này Nó rơi vào khoảng 2,6V Thì đây các bạn thấy VPP nó rơi khoảng 2,55V Thì đây là cái để chúng ta phân tích sung thôi Rồi Chúng ta sẽ xem xem các cái tính năng khác xem nào À đây có hai cái mục là Set peak và Set Way thì hai cái mục này nó sẽ khác nhau ở cái chỗ đó là nếu mà set pick tức là nó chỉ là lưu lại hình ảnh và chúng ta chỉ xem lại cái hình ảnh mà trên màn hình nó hiển thị thôi còn set way set way tức là lưu lại hình ảnh nhưng mà hình ảnh là dạng sóng chúng ta có thể phân tích về sau ok chúng ta sẽ vào hai nhé. chúng nãy chúng ta đã lưu hai cái này rồi bây giờ mình sẽ vào cái menu này đấy picture tức là vào cái mục set pick đấy thì chúng ta bấm vào thì các bạn nhìn thấy chưa? Đây là cái dạng sóng mà mình vừa mới uh, lưu lại thì các bạn thấy đây nó là hình ảnh này. Bây giờ chúng ta không thể phân tích được cái cái dạng này bởi vì đây nó chỉ là một cái hình ảnh thôi. Còn nếu như mà chúng ta vào cái mục uh, way, Brown. Đấy, way Brown. tức là lúc nãy vừa cái mục Way browsing này là cái mục vừa set set way set way nó lưu cái set way vào đây. Thì đây đây chính là cái xung mình vừa lưu này. Mình bấm mở lên cho các bạn xem nhé. Đấy thì nó cũng là cái hình ảnh này nhưng ở đây thì chúng ta có thể phân tích được nhé đấy các bạn nhìn chúng ta vẫn phân tích giống như một xung nhưng mà đây là một cái xung tĩnh chúng ta có thể phân tích được và đây nó là kênh một à? kênh một này đấy các bạn nhìn thấy không kênh một nhá cái màu vàng này là kênh một à. và cái này là chúng ta đã phân tích được được uh, sóng của cái kênh một với cái tính năng đó là lưu lưu dạng sóng thì hai các bạn phân biệt rõ hai cái này ok chúng ta sẽ xem về một số các tính năng khác nữa cái menu này xem nó có cái gì hay không menu này cái output này cái output browsing này cũng hay này cái output và cap capture output này thì đây là hai cái mục để chúng ta có thể eh, lựa chọn một cái sung nào đó và xuất ra đầu ra à, rất hay nhá à, mình sẽ nói cho, cho các bạn này cái đây là một cái tính năng cực kỳ hay nhá chút nữa mình nói đi bây giờ mình sẽ, sẽ lướt qua xem có kỹ năng gì cái này là độ chỉnh độ sáng này cái này là chỉnh độ sáng của cái cái ôm ấy Ờ, rồi những cái này thì thôi mình cũng bỏ qua cho không mất quá nhiều thời gian về những cái này rồi à, cái này là tự động kích hoạt là 50 này cái này là trộn giữa hai cái tín hiệu thì chút nữa mình sẽ nói luôn rồi calibration à, cali cái cái cali này là cái để chúng ta hiệu chỉnh nếu như mà chúng ta dùng lâu ấy hoặc là uh, nó có lỗi vì gì ấy, thì chúng ta sẽ bấm vào cái mục cali và trong quá trình cali nhá thì các bạn tháo hết cái cái que đo ra đây mình tháo luôn ra là mình cali lại cho nó chuẩn nhá rồi, base Oh, nó... đây ok trong quá trình mà 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 kali đây nó đang kali đây tức là nó hiệu chỉnh lại là chúng ta sẽ tháo que đo ra không được lắp que đo ok nó hiệu chỉnh xong oh, cái này nó chạy kali nhanh phết nhỉ ok bây giờ mình test về cái tính năng đo của cái máy hiện sóng 1014 d này thì bây giờ mình sẽ sử dụng một cái thiết bị cũng là máy hiện sóng và cái này nó có tính năng phát sung này đây mình sẽ phát sung này bây giờ mình đang phát ở cái tần số là 1 kHz này với duty là 50% và sóng vuông À, bây giờ mình sẽ auto này và mình sẽ đo trên kênh số 1 nhé đang đo trên kênh số 1 đấy, các bạn nhìn thấy à kênh số 1 đây tần số 1 kHz đây ok rồi à, cái mục này đi mình sẽ chọn về cái duty cái cổ đi để cho nó dễ nhìn đấy duty này rồi cái mục trên này mình cũng sẽ chọn về duty đi duty âm và duty dương rồi à, bây giờ mình sẽ điều chỉnh về cái sóng này đấy sóng tam giác này đo luôn được sóng tam giác nhá sóng các nói chung là sóng nào nó cũng đo được đấy, sóng bậc thang cái thứ này. Đó, 1 kHz bây giờ mình sẽ chỉnh lên ở cái mức uh, uh, cao đi. Xem nào. một MHz này, 1 MHz. Đấy nó đang phát với cái tần số là một MHz, phải auto lại nha Bởi vì cái tần số này đang lên cao nào chúng ta phải auto lại. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Đo được một MHz luôn nhá. hai MHz này, hai MHz này, ok chưa? 3 MHz này. 4 này, 5 này, 6 này, 7 xem xem này. Hết cỡ nha, 10 MHz. Ờ, auto lại nha Auto lại 10 MHz. Đấy các bạn nhìn đấy, nói chung là cái dạng sóng của cái thằng này nó phát ra ấy, nó là cái dạng sóng bậc thang nhưng mà khi mà đo được thì nó là dạng sóng như này là do bởi vì cái thằng này này nó phát với cái tần số cao ấy, thì sung của nó, nó sẽ không được chuẩn nhá. Ờ, bây giờ mình 10 MHz mình sẽ chọn cái sung khác đi. Đây này sung này. Auto lại nha khi ma tu ấy, bên trong nó có cái dơ le nó tạch tạch tay tạch để nó nó uh, hiệu chỉnh ấy. Mình thử phát xem sóng sung sin uh, đi, đây sin này auto đi. Đấy sóng sung sin thì là nó chuẩn, cái thằng này phát ra sóng sung sin chuẩn nhưng mà các cái sóng khác, đây sóng như này thì trông nó uh, không được chuẩn lắm. Sin thì chuẩn. Đấy. Sin này vuông này xem vuông nó có chuẩn không nhá? À vuông cũng không chuẩn. Như vậy là cái này là do cái thằng này nó phát ra với cái tần số nó càng cao thì cái sóng nó không được chuẩn chứ còn không phải là do cái 1014D nhá. Bởi vì cái 1014D cái băng thông nó lên tới 100MHz cơ mà nên là cái 10MHz này nó bằng 1/10 thì, thì 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 nó thoải mái đo được mà. Rồi thì như vậy là nó đã đo được các sóng là rất ok rồi với cái tần số 10 MHz thì nó thật là các bạn mà sửa chữa thì tầm 1 MHz là thoải mái rồi đến 10 MHz thì, thì siêu thoải mái bởi vì thông thường ấy, các cái nguồn sung ấy nó chỉ là mấy chục kHz thôi Đấy, cùng lắm là vài trăm kHz là cái nguồn sung thôi chứ còn ít khi mà nguồn sung nó lên đến tới hàng MHz cả. Rồi tiếp theo mình cùng các bạn sẽ xem cái khả năng phát sung của con này nhé đây là cái chân phát sung này Và mình sẽ sử dụng một cái oscilloscope này Để mình sẽ đo cái khả năng phát sung Hiện tại mình đang phát sung vuông Với cái tần số là 1kHz Và đu ti cây cổ là 50% Thì bạn nhìn thấy đây Đấy sung vuông 1kHz đây à, Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục phát một cái sung khác đi à, Chúng ta sẽ chuyển sang À chúng ta sẽ chuyển lên cái tần số nó lớn hơn đi xem nào Mình xem con này sẽ được cái tần số là bao nhiêu Đây là 200 200 kHz nhá, auto lại xem nào. 200 kHz auto xem nào. Ok, các bạn nhìn thấy đây, đo được 200 kHz, sóng vuông vẫn còn đẹp nhá. À, bây giờ mình sẽ uh, chuyển lên với cái tần số cao nhất một này. 1 MHz đi. Ok, 1 MHz. Ô, oh, đây đo luôn này, 1 MHz nhá. Đấy, auto lại nhá, auto này. rồi một MHz à, xem là cái phát cao nhất của con này nó là được hai MHz. MHz, mình cũng auto này, đây hai MHz nha. thì à, đối với cái tần số mà hai MHz thì thực ra là nó không được vuông nữa, đây là sóng vuông nhưng mà nó không được vuông, tức là tần số nó vẫn đảm bảo là hai MHz nhưng mà cái sóng mà nó ra ấy, thì nó không được được đẹp cho lắm. À, bây giờ mình sẽ chuyển sang cái dạng sóng sóng bao nhiêu sóng xin đi đây sóng xin đi, hai mê xem là nó đẹp không auto đây. đấy đấy các bạn nhìn thấy là sóng xin thì là đẹp nhất rồi còn những cái dạng sóng vuông tức là nó có sắc cạnh ấy thì với cái tần số nó càng cao thì gần như là nó phát nó không chuẩn con này cũng thế thôi con này mà nó phát với tần số cao nó không chuẩn lắm rồi chúng ta sẽ thử xem các cái dạng sóng nha con này nó khá nhiều dạng sóng này sóng xin này đây là sóng vuông này à, bây giờ mình sẽ chuyển xuống ở cái tần số nó thấp thôi à, một mê đi à, rồi một m này chúng ta sẽ xem các dạng sóng này đây là sóng vuông này đây thì mình auto lại này này sóng vuông nhá à, sóng tam giác này à, sóng xiên này nói chung là khá nhiều dạng sóng các bạn nhé à, với cái tần số phát của nó lên tối đa là 20 20 MHz. À đây, rồi bây giờ mình mới uh, cho các bạn xem về cái sóng mà chúng ta có thể thích xuất cái sóng dạng đầu ra là dạng nào thì chúng ta đều xuất được. Uh, mặc định của nó nó sẽ có các cái dạng sóng ở trong có sẵn đây nha, ví dụ như là sóng xin này, sóng vuông này, sóng tam giác này, thấy sóng xiên này, uh, sóng bậc thang này, rồi sóng đồi núi các thứ này. Thì đây là những cái sóng mà mặc định của cái máy này nó xuất ra cho chúng ta được Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn xuất sóng theo cái ý muốn của chúng ta Thì các bạn sẽ làm như sau Giả sử nhá bây giờ giả sử mình sẽ lấy cái sóng của con này đi Bây giờ mình sẽ lấy cái kênh số 1 này Kênh số 1 này, đấy Bây giờ lấy cái kênh số 1 này Rồi Chúng ta sẽ lấy sóng của cái con vàng vàng này, con 180H này À, bây giờ mình sẽ bật cái tính năng gen là phát sung của cái sóng vàng này ra và ở đây mình sẽ phát với cái sóng là là 10 mhz, đấy 10 mhz thôi mình phát với cái sóng nó thấp thấp thôi, ok ở đây nó khoảng một uh, mê đi rồi một mhz và mình sẽ chọn với một cái dạng sóng uh, sóng nào bây giờ nhỉ đây sóng này đi, mình sử auto nhá. Auto sóng này. Auto này để cho nó về này. Rồi, tắt mấy cái này đi. Rồi nhá, đây là đây là đang đo kênh số 1 với cái con này ra phát này là kênh số 1 đang hiển thị ở đây. Giả sử bây giờ mình muốn lấy cái dạng sóng này để mình xuất đầu ra của cái kênh cái gen này. Đấy bởi vì cái đầu ra của kênh gen là nó đang 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 là cái cái dạng sóng này đây nhá. Cái cái đầu ra của con này thì mình lại đo ở cái máy vàng vàng này, mình auto lại này. Đấy, thì đầu ra nó đang là cái dạng sóng này, nhưng mà bây giờ mình biến cái đầu ra nó thành cái dạng sóng này thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn sẽ vào menu. Rồi, chúng ta sẽ vào cái capture capture output này. Ok. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ điều chỉnh cái cái mục này. Đấy, cái cái mục này. Và các bạn lưu ý nhá, chúng ta đang đo ở kênh số 1 thì chúng ta sẽ lấy kênh số 1 này. Đấy còn nếu mà sang đo kênh số 2 thì chúng ta sẽ lấy kênh số 2 nhưng mà ở đây đang kênh số 1 nhá. Ok chưa rồi. Con này nó hết pin à? chết rồi hết pin này đang uh, uh, chia sẻ với các bạn đấy lại hết pin thế này, đấy đang quay dở thì cái này nó hết pin lại phải uh, dừng lại một thời gian để sạc pin nó cũng tương đối mất thời gian đấy, nên là cũng rất mong các bạn là ủng hộ kênh của mình và cái này là nhấn chuông đăng ký kênh, ok chúng ta tiếp tục nhé, rồi bây giờ mình sẽ điều chỉnh này, và đây chúng ta sẽ điều chỉnh uh, tiếp tục là chúng ta sẽ cắt một cái đoạn sóng ở đây, đấy chúng ta sẽ chuyển sang cái bên này để chúng ta sẽ thu nó vào đây chúng ta sẽ sóng ở đây nhá Hoặc là chúng ta sẽ cắt cái kiểu nửa như này đi Đấy có nghĩa là một đầu nhọn này Xong rồi một đầu nửa này Đó có nghĩa là nó đang một chu kỳ rưỡi Thì bây giờ là mình sẽ cắt chụp cái cây này Xong đó chúng ta nhấn ok Rồi thì nó đã lưu được cho chúng ta về cái dạng sóng rồi Thì bây giờ nhá Đây Bây giờ chúng ta sẽ Quay lại về cái máy đo này Hiện tại máy đo này mình đang đo ở kênh số 1 Uh, thông qua cái kênh phát xung của cái cây gen này Đấy, cái mục đích của chúng ta là bây giờ chúng ta đang thay đổi cái, cái sung gen này Thì bây giờ chúng ta vào cái gen này Đấy, đây là cái sung nó đang phát nhé Và cái này đang đo này Chúng ta có thể thay đổi cái sung khác này Đấy, đây, sung sin này Sung vuông này Thì cái này nó đều đo được hết như này rồi Thì bây giờ mục đích của chúng ta là chúng ta sẽ lấy cái sung chúng ta vừa chụp Thì chúng ta sẽ vào cái mục đó là Là mục uh, Custom này, tức là bằng tay này và đây xong rồi thì chúng ta sẽ vào cái mục menu này. Menu này và chúng ta sẽ chọn xuống cái mục đó là out brown. Output brown. Rồi chúng ta sẽ chọn vào cái mục đây là cái ảnh mà vừa chụp xong này. Select cái ảnh này nha. Rồi, select cái ảnh xong rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhấn auto lại trên cái máy này để xem xem cái tín hiệu đầu ra nó có ra được cái sung như lúc nãy hay không. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Đây là cái sung mà lúc nãy mình chụp xong và mình phát nó ra theo cái kênh này. Đấy. Do các bạn thấy là lúc nãy mình chụp một nửa đúng không? Đấy. Chụp một đầu là ở đầu nhọn này. Còn một đầu nó lại lơ lửng ở giữa nửa này. Thì dẫn đến cái sung đầu ra này Các bạn nhìn thấy nó 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 không hình thành một cái cái sung nào cả. Nhưng ở đây các bạn có thể thấy được rằng là chúng ta đã có thể phát xung uh, cái đầu ra của cái con 1014d này theo cái ý muốn đấy các bạn thích chụp cái sung nào ờ, thì chúng ta sẽ chụp bằng cái cái máy này sau đó chúng ta sẽ phát được cái đầu ra này đấy, các bạn thấy hay không ok bây giờ mình sẽ chửi chụp nó lại bằng cái uh, cái sung nó hoàn chỉnh đi nhá Đây, menu này uh, vào cái uh, uh, capture Output này rồi bây giờ mình sẽ di chuyển sang cái đầu nhọn này Coi như nó thành một cái chu kỳ rồi Thành một chu kỳ như này Chúng ta ok này Đấy để xem xem cái sung nó, nó ra nó có ngon không nhá Bây giờ mình tiếp tục vào menu này Vào cái output browsing này Đây chúng ta sẽ chọn cái chung vừa chụp này Ok Rồi các bạn nhìn đi chưa Sung đẹp luôn nhá Đấy auto lại nhá Đấy auto lại này à, Thoát cái này ra Đấy các bạn nhìn đi chưa Xung này là cái xung đầu ra luôn và cái tần số của nó đây các bạn nhìn thấy cái tần số nó là 1MHz luôn là chuẩn luôn. Đó thì các bạn thấy không? Đây là một cái tính năng rất hữu ích để cho các bạn có thể là chọn lựa cái xung theo ý muốn mà mình có thể phát được cái đầu ra này. Cái tính năng phát xung đầu ra này cũng khá hữu ích nếu như người nào mà hay độ chế chế cháo về điện tử ấy. Thì cái xung này đầu ra này cực kỳ hữu ích nhé. Có một cái tính năng cũng khá hay của cái thiết bị 1014D này để phân tích nâng cao này các bạn vào menu này và các bạn sẽ vào cái xi mode cover này là chúng ta sẽ hòa trộn giữa hai cái trục xi và hai cái dạng sóng lại với nhau để nó ra một cái dạng sóng để chúng ta phân tích nâng cao thì các bạn nào mà phân tích nâng cao thì các bạn có thể chọn cái này bình thường là nó đã ập như này đấy ập như này nhé à, khi mà nó ập như này ấy, thì các bạn thấy là nó thành một cái dạng sóng giữa kênh một và kênh hai nó riêng biệt ra như thế này còn nếu như các bạn vào mà chúng ta bật on nó lên đấy bật on lên ok này on lên này rồi thoát nó ra này thì các bạn nhìn thấy chưa hai kênh này nhá một kênh là mình lấy tín hiệu gen của cái máy này tự phát và một kênh mình sẽ lấy tín hiệu của cái máy này nó phát ra thì các bạn nhìn thấy này hai kênh nó đang uh, xoắn lại với nhau nó nó kết hợp lại với nhau nó tạo thành cái hình như này bây giờ mình thử chuyển sang một cái dạng sóng khác nhá đây là sóng vuông này sóng khác này đấy các bạn nhìn thấy chưa đấy, đẹp chưa đấy, đây là hai sóng nhá còn cái kênh gen này nó đang phát sóng là sóng sin với cái tần số là 3 kHz. Còn kênh này thì đang phát với tần số là 1 kHz nhưng mà đây là sóng nhọn này, sóng khác này, sóng xiên này. Đấy thì hình nó lại khác này. Sóng xiên ngược lại này. Rồi Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Cái hình này. Rồi à, sóng mũi này. Đó. Thì đây là một cái tính năng nâng cao cho các bạn mà phân tích nâng cao thì trong máy này nó có hai cái nâng cao đó là phân tích kết hợp giữa hai cái kênh đo lại với nhau và một cái nữa đó là có thể phân tích theo phổ, đấy các bạn có thể bật cái phổ của nó lên F này OK, đây cái phổ của nó này, đây bật kênh thứ hai này OK đó thì chúng ta có thể phân tích cả phổ của từng kênh luôn, rất hay đúng không? sóng khác này xem dạng sóng như nào, à, chúng ta sẽ dịch chuyển nó xuống một tí đi để cho nó xuống Nó đỡ trùng với cái phổ này Ok, những cái tính năng nâng cao này thì các bạn có thể tìm hiểu thêm nhé Rồi bây giờ mình test luôn cho các bạn đo về cái điện lưới này 220V này Ok, à, trước khi mà đo thì các bạn lưu ý với mình cái này à, Với cái que đo, à, cái que đo như này Thông thường mà hãng cho kèm ở trong hộp máy ấy, thì chỉ là hai que đo P6100 này thôi thì với hai que đô P6100 này thì băng thông thì nó vẫn là 100 MHz nhưng mà cái mà 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 nó hạn chế ở đây nó chỉ là 10x thôi chứ nó không đẩy lên 100x. Thì các bạn lưu ý nhé. À, nếu như mà chúng ta gạt sang thang đo 1x thì chúng ta chỉ nên đo ở cái điện áp dưới 40V thôi. Còn nếu mà chúng ta gạt lên thang đo 10x thì chúng ta sẽ đo được cái điện áp là dưới 400V đấy dưới 400V và tần số là trên 5 mê thì chúng ta nên gạt sang 10X nhé. Còn khi mà chúng ta đo trên 400V và đến dưới 4000V thì chúng ta sẽ cần phải một que đo. Que đo khác đó là cái que đo mà nó có lên tới 100X. này que này này, que, bốn que đo 4100 này thì nó sẽ là lên tới 100X ở đây. Và cái que này thì mặc định của nó là 100X rồi, nó không có cần gạt và que đo 4100 này là hãng tặng kèm khi mà mua nhé Và cái này là để rời bên ngoài lúc nãy quên mình không cho các bạn xem. Cái này là để rời bên ngoài nó không nằm trong hộp. Rồi, bây giờ mình đo với cái điện áp 220V như thế này. Thì do cái điện áp đỉnh đỉnh của cái điện áp 220V đấy, thông thường nó lên tới khoảng 400 đến 600V. Thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng cái que đo P4100 này nhé à, Tại sao chúng ta không nên dùng cái que đo À, 6.100 này, bởi vì điện áp của nó chỉ là 400V thôi. đấy Mặc dù chúng ta gạt sang 10x. Ok, bây giờ mình sẽ đo cho các bạn này, que đo này các bạn vẫn đo được, nó không ảnh hưởng đến máy, bởi vì ngay như ở trên máy đây à, nó ghi là, là mắc là 400V ở hai cái cổng này, nhưng mà chúng ta vẫn phải chuyển sang cái thang đo 10x cho nó an toàn. Đây nha, mình sẽ đo cho các bạn này, nó vẫn đo được, nhưng mà nó sẽ không thể nhìn được cái dạng sóng đâu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhớ các bạn nhớ là phải gạt cái này sang 10x nha, quay đo là phải gạt sang 10x này. Bây giờ mình sẽ chọn về cái kênh, đây là kênh số 1 này, kênh số 1 thì mình sẽ cấu hình của nó là 10x đây. OK, 10x nhá. Đây mình sẽ cắm vào mình đo cho các bạn xem nha. Chúng ta lưu ý là đo với cái điện 220 là cái điện cao áp nó giật chết người nên, nên là cẩn thận nha. 10x OK, cắm vào. Rồi, chúng ta sẽ auto đi này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đây nhá auto này sóng nó rất lớn này không thể thu sóng được nên là khi mà chúng ta đo với cái cái, cái que đo p 6100 này là chúng ta sẽ không thể phân tích được đó. bởi vì đây các bạn nhìn thấy nhá cái điện áp đỉnh đỉnh của nó là lên 397V đấy 397V tần số thì nó vẫn là 50Hz với đây là đây là cái điện áp lưới mà đó. nên là cái này không thể được nhá do đó chúng ta cần phải à, dùng cái que đo à, cái que đo là p 4100 thì như lúc nãy mình nói với các bạn ấy, đó là cái điện áp mà uh, trên 40V. Uh, trên 40V thì chúng ta sẽ dùng uh, 10X đúng không ạ? Còn trên 400V thì chúng ta sẽ dùng 100X. Nhưng mà với cái trường hợp này, điện áp đỉnh đỉnh của nó lên cao. Nên chúng ta sẽ phải dùng cái que đo uh, 100X như này. Thì mặc định cái que này là 100X rồi thì chúng ta chỉ cần điều chỉnh ở trong này thôi. À, trong phần mềm là đẩy lên que đo là 100X. Ok, rồi. Bây giờ mình sẽ cắm lại cho các bạn xem này. Đấy, điện lưới đẹp chưa? Auto lại nhá. Rồi, các bạn nhìn thấy chưa? Như thế này là chúng ta đã xem được rõ về ở trong màn hình cái sóng nó sẽ nằm gọn trong cái màn hình. Như lúc nãy cái que kia thì chúng ta nó sóng nó lớn quá đúng không? Đấy, và chúng ta có thể phóng to thu nhỏ cái sóng này. Đây là thu nhỏ lại này. Đấy, phóng lên này. Đấy, như lúc nãy là nó nó kiểu như này đúng không? Chúng ta chỉnh kiểu gì nó cũng không thể thu được lại. Đó, bởi vì cái điện áp nó quá lớn mà. Đấy, rồi, đấy, như này này. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem xét về cái tần số nha, tần số điện lưới thì vẫn là chuẩn 50Hz này, 50 Hz này, 50,1 Hz này. điện áp hiệu dụng đang là 238V. Ok, như vậy là cũng tương đối rồi. Và cái này nó là cái dạng sóng xin của điện lưới nhưng mà các bạn nhìn thấy nó không phải là mượt mà lắm đâu. Chỗ này nó vẫn hơi bị gãy gấp khúc ở phía dưới như vậy, bởi vì điện lưới của chúng ta nó vẫn có cái độ nhiễu của nó mà. Sau khi mà tháo mấy con ốc ra thì lôn đi được ra luôn. Nói chung là những cái thiết bị mà nó bắt ốc như này Nó tháo nó cực kỳ đơn giản Ghét nhất là cái thiết bị nó bắt bằng cái ngạnh nhựa Khó chịu lắm Ở à đây cô các bạn thấy không Ôi, Đây này cái linh kiện nó mỏng dính như này Nó chỉ có mỗi cái mặt này thôi Đấy Mỗi cái mặt này thôi Còn cả một cái hộp to như này thì Các bạn có thể chế pin vào đây nhá làm một cục pin khoảng 10-20 nghìn nào, mAh vào đây Thì chúng ta dùng thoải mái Đấy còn nếu các bạn lười chế thì chúng ta Đấy sử dụng cục sạc dự phòng đây này nó có cái dây này rất tiện này có đầu cắm usb a này nên từ nãy giờ là mình toàn dùng cái cục sạc này nên là với cái thiết bị này các bạn có thể mang vác đi được chúng ta không cần chế cháo còn các bạn thích chế thì càng tốt rồi chúng ta sẽ xem về cái chính của nó đây đây các bạn thấy đó cái mạch của nó rất nhỏ gọn thôi bây giờ công nghệ cao rồi nên là một cái máy oscilloscope bây giờ nó tích hợp thành một cái mạch rất mỏng rất nhỏ này thôi trên cái mạch của nó thì các bạn thấy nó không có gì nhiều ở đây nó sẽ có một cái con chip con chip này đây cái mã của nó đây À, các bạn có thể tạm dừng màn hình các bạn xem về cái mã nó nhé à, Và chúng ta sẽ tra về datasheet xem là cái chức năng của con này để làm gì thì các bạn có thể tạm dừng này. Ok, tiếp theo là một cái con này, nó là cái con vi điều khiển. Đấy, vi điều khiển A logic EF2L45LG144B Thì con này là một con vi điều khiển FPGA nhé Bởi vì thông thường những cái thiết bị mà cần xử lý với cái tốc độ cao Thì người ta sẽ hay dùng FPGA Cái chip FPGA nó sẽ cho ra cái khả năng xử lý với tốc độ rất cao Mà không có cái chip nào có thể sánh bằng Đấy, ARM cũng không thể bằng FPGA được thì con này làm con FPGA để nó xử lý cái tín hiệu đầu vào với con này là cái tín hiệu lấy mẫu của nó lên tới đây. Một g đây. Nên là cái tốc độ xử lý rất cao và trước khi mà vào con này thì nó sẽ thông hai con đệm nhưng con đệm này số nó không có nó chỉ có mỗi hai ba bốn bảy thôi ở đây nó sẽ có hai cái lồng sắt này mà khả năng bên trong nó là cái thiết bị mà nó có khả năng nhiễu nên nó cần phải cái lồng sắt chống nhiễu nhưng mà cái lồng sắt này nó hàn chết rồi nên mình không mở ra được ở trên này thế, nó có một cái lồng sắt như này Đấy. nhưng mà nó bị hàn chết rồi rồi đây là con vi điều khiển này rồi trên này thì nó lại có một con nữa cũng đều dùng để điều khiển xử lý thì nhưng mà đây nó là con vi xử lý bởi vì sao vi xử lý bên cạnh nó này nó có một con rôm này đấy rôm này thì các bạn học về điện tử thì các bạn biết được rằng là con vi xử lý với con vi điều khiển nó khác nhau ở cái chỗ đó là con vi điều khiển thì rôm ram và các cái thiết bị ngoại vi ví dụ như adc analog đi cơ đấy là nó tích hợp trong một con chip này luôn còn đối với các cái con vi xử lý ví dụ như là chip cpu của máy tính ví dụ như là chip intel hay chip amd đấy thì đấy chúng ta gọi là vi xử lý bởi vì vi xử lý nó không tích hợp sẵn uh, ram hoặc là rom ở bên trong mà nó sẽ sử dụng một cái rom bên ngoài hoặc là ram bên ngoài tại sao mà ví dụ như là máy tính các bạn thấy không nó có cpu nó là con vi xử lý nhưng mà chúng ta vẫn cần lắp ram rời bên ngoài đúng không ạ và cái uh, rom chính uh, là cái chương trình mà uh, windows ở trên ổ uh, cứng chẳng hạn tất nhiên là nó cũng sẽ có cái bios thì nó sẽ nạp ngay vào cái con Winboard này con này nó cũng dùng cái con winbò là cái con rom để nó nạp chương trình vào đây thì con này là con vi xử lý và con này nó sẽ xử lý chung tất cả tín hiệu từ con vi điều khiển này nó xử lý xong với tốc độ cao nó xử lý xong rồi thì nó sẽ truyền đến con vi xử lý này và con vi xử lý này nó sẽ tổng hợp và xử lý chung và sau đó nó truyền hình ảnh lên màn hình đó thì đây là chức năng của hai cái con chính nhá đấy đấy thấy chưa các bạn thấy không mặt sau thì nó chả có gì rồi. mình đoán ngay mà nó chỉ có cái chiếc áp này thôi đây là cái dạng chiếc áp bi này Vận nó tạch 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 đấy tất cả chiếc áp đều là chiếc áp a đâu trên này thì không phải là bi ở dưới này đâu. cái hàng dưới này là bi này trên không phải là bi chỉ mỗi dưới ở dưới là bi đây này những cái mặt chống nhiễu này hai cái tấm chống nhiễu này nó bị hàn này đây. đây, cái chân hàn của nó này cái này mình đã hàn chết ở đây rồi thì thôi chứ mình không 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 tháo cho những cái này nó là những cái khả năng nó, nó là xử lý cái tín hiệu đầu vào nên là nó sẽ có cái chống nhiễu để nó hạn chế nhiễu bởi vì cái này nó là cái thiết bị đo Ok, 1014D. Uh, Oscilloscope. Còn phía dưới này thì không có gì cả, chỉ có mỗi một cái màn hình và đây là các cái nút bấm này. Thì vừa rồi mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn tương đối chi tiết về cái máy hiện sóng của Funyiser, uh, mã của nó là 1014D. Đây là một cái máy hiện sóng uh, cho cái băng thông khá lớn 100 MHz thì thoải mái để chúng ta sửa chữa điện tử rồi. Tuy nhiên thì mình cũng thấy cái này nó có một số cái nhược điểm nhỏ nhỏ, đó là hai kênh này hai kênh kênh 1 và kênh 2 kể cả cái chân phát sóng gen ra này thì nó vẫn đang chung đang chung cái dây mát các bạn nhé Đây này bình thường cái dây mát là cái dây này nó đang chung nhau cái dây mát như này dẫn đến khi mà các bạn đo thì các bạn phải đảm bảo cho mình đó là cái nguồn tín hiệu đó mà mình đo ấy, nếu như mà đo hai kênh nguồn tín hiệu là các bạn phải đảm bảo rằng đó là cái dây mát của nguồn tín hiệu là nó sẽ không được chênh lệch điện áp giữa hai nguồn tín hiệu tức là giữa dây mát của hai nguồn tín hiệu các bạn nhé các bạn nhớ là không được chênh lệnh điện áp giữa dây mát của hai nguồn tín hiệu bởi vì nếu mà chênh lệch điện áp thì khi mà các bạn cắm vào đó ấy, là nó sẽ đoản mạch nó chập mạch thì đấy đấy nên mình nghĩ đây nó cũng là một cái nhược điểm thì hầu hết các cái máy hiện sóng giá rẻ giá trung bình thì nó vẫn là chung dây mát chứ con này cũng thế này mát nó chung nhau hết đó còn nếu như mà những cái máy hiện xét cao cấp ấy thì nó sẽ tách ra kênh nào tách hoàn toàn tách biệt trên cái kênh đấy thì các bạn đo nó rất yên tâm thì đấy là một cái nhược điểm nhỏ nhỏ một cái nữa mà mình thấy rằng là mặc dù đây nó là cái kích thước tiêu chuẩn nhưng mà thực tế là nó cũng khá to to thì nó cũng có cái lợi thế của nó nhưng nó là cái nhược điểm mà chúng ta mang vác đi đó lợi thế là chúng ta có thể độ chế pin nhưng mà pin cũng không cần thiết là nó phải độ chế to như này nó làm nhỏ gọn hơn tí nữa thì 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 tốt hơn. Thì đấy là hai cái nhược điểm nhỏ nhỏ thôi. Thế quay lại cái vấn đề là tại sao mà mình có rất nhiều các cái máy hiện sóng như thế này rồi. À, mà tại sao lại phải mua cái này? Vì đơn giản các bạn nhìn thấy, đây cái máy hiện sóng này nó nhỏ này, màn hình nó nhỏ. Khi mà nhìn sóng, nhìn phân tích sóng ấy thì nó sẽ khó theo dõi hơn. Còn cái này các bạn hình nó to phải gấp gần gấp 3 lần thì hình ảnh và nhìn phân tích sóng nó cực kỳ dễ dàng. Và cái nữa đó là nó điều chỉnh bằng cái núm này. Đấy các bạn thấy chưa? Nó điều chỉnh bằng các cái 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 núm như này nhá. Thì khi mà các bạn phân tích sóng ấy, đây mình sẽ tắt cái chế độ XY này đi. Đây, khi mà các bạn phân tích sóng ấy thì các bạn sẽ điều chỉnh này, kéo lên kéo xuống rất nhanh rất tiện đúng không? Còn đối với cái này này chúng ta phải dùng bấm này, nó khá bất tiện. Còn cái này, đây chúng ta có cái núm vặn này đây là một cái lợi thế của các cái máy hiện sóng to còn về các cái tính năng thì nó cũng tương tự như các cái máy hiện sóng nhỏ này thôi thực ra nó cũng không có khác nhiều gì về các cái tính năng đâu chỉ là khác về các nút bấm về đối với cái máy to thì các bạn sử dụng nó tiện hơn màn hình lớn hơn dễ phân tích hơn do đó đó là cái lý do mà mình quyết định đắt tiền mình vẫn phải đầu tư thêm một cái thiết bị mới nếu như bạn nào muốn mua cái máy hiện sóng này các bạn có thể đặt mua theo cái link mình để trong phần mô tả video đây là cái link chính hãng mà mình mua ở đấy còn các bạn nào đã sử dụng cái máy hiện sóng này rồi thì các bạn cho mọi người biết ý kiến dưới phần bình luận video nhé cảm ơn các bạn hẹn gặp lại các bạn trong các video sau